Là bữa ăn này có tốn tiền không? Ăn hà tiện đỡ rồi. Ồ. Ăn ốc ít tốn tiền con ơi. Dạ. Ốc đó là kho là không có tốn tiền đúng không? Ừ. Còn nồi cơm đâu? Cơm nè. Rồi dở ra con coi coi ngày ăn mấy lon nè. Ồ. Có mình ông hai ăn còn bà hai ăn cháo hả? Dạ. Kính chào ông bà cô chú, 85 ông bà cô chú đang có mặt trong hội trường ngày hôm nay ạ. Con tên là Bùi Hồ và cũng là dân địa phương của xã Tân Bình, huyện Thanh Bình của tỉnh Đồng Tháp mình. Ngày hôm nay thì con có mặt ở đây để đại diện thay cho bạn Hằng sống ở Mỹ để phát chia sẻ những cái phần yêu thương là 85 phần quà, mỗi phần trị giá tương đương với lại 300.000 đồng, gồm có 10 kg gạo, một thùng mì. Thật thật chút xíu đi. Để lộn phiếu sợ người không có rồi. Chào Bùi Hồ, xin chào cô bác anh chị. Hôm nay trở lại thăm ông hai và gặp ông hai mua cái dưa hấu. Mua dưa hấu ăn tương hả ông hai? Dạ. Dạ. Sáng nay ông hai cho bà hai ăn gì á? Cháo thịt không hả? Dạ. Quá trời quạt chó luôn rồi. Quá trời nóng rồi. Bà hai khỏe không? Ồ, còn hai con khô nè. Con khô này chắc là lâu lắm mà chưa được ăn nên thành nữ nó quá khô luôn rồi. Nó không dòi. Dạ. Để ướt rồi, có dòi. Dạ. Con bọc ơi, nó... Ông hai ơi, xích ra đây đi ông hai, cho mát ông hai. Ông hai. Ông hai nay đi đổ vấn chưa? Không có, mời người đổ. Nay không có đổ hả? Rồi hai ngày nữa là khởi công rồi. Ông hai có lo lắng gì không? Không, thì khởi công bữa mấy? 29 âm lịch. 29 âm lịch, mai 28, 1. Dạ. Có lo lắng gì không? Không. Có tiền gì không? Hả? Có tiền bạc gì khởi công không? Tiền bạc gì đâu. Có tiền không cho? Có mở, con mở cái vết này nè. Dạ. Ừ. Mở cho con trộm vô hay sao? Trộm gạo thì có gì đâu. Có mấy cái gỗ mà còn bị mất nữa kìa. Hồi sáng nay ông hay ăn cơm gì? Ốc quá. Hả? Chuồng ốc sầu giấm. Đâu đâu đâu, còn coi với rồi. Ăn rồi. Còn không, còn con ốc nào không? Hả? Đâu còn con ốc nào không cho con coi. Ốc có, ăn buổi chiều nữa rồi mới cơm. Ốc của mình, ốc bu vàng hả? Ừ. Mình bắt được ở dưới sông hả? Bắt đặt giới nha. Cái thì cho cá ăn rồi cá mọt ốc bụng mình lấy lại có ăn. Dạ, ông hai cho con coi cái món ốc kho có làm sao đâu ông hai. Ngon dữ à. Thơm. Đỡ hơn cá. Là bữa ăn này có tốn tiền không? Ăn hà tiện nó đỡ rồi. Ồ. Ăn ốc ít tốn tiền con ơi. Dạ. Ốc đó là kho là không có tốn tiền đúng không? Ừ. Còn nồi cơm đâu? Nồi cơm nè. Rồi dở ra con coi coi ngày ăn mấy lon nè. Ồ. Có mình ông hai ăn còn bà hai ăn cháo hả? Dạ. Dạ. Ông hai ăn tương đúng quá ha. Ăn không có sót ngày nào luôn không hai? Dạ. Mình ăn quen rồi. Vài ngày nữa là ông hai ơi, con tính đó là nói với anh thợ là làm cho ông hai một cái kệ để cái bếp ga lên. Ra đây đi ông hai. Rồi để đồ lên đàng hoàng chứ không có để ở trên cái giường vậy nữa ông hai, chịu không? Tính để ở dưới luôn. Để dưới nào? Rồi, để ngoài này. Để ở trong bếp, cái bếp để ngoài sau chứ. Không. Đằng sau thôi đừng làm bếp. Hả? Làm cửa được rồi. Dạ. Tính hai cuốn lại rồi giờ cái cổng này là vô buồn. Dạ. Ngủ ở dưới, mua tấm nệm ngủ dưới. Dạ. Rồi có tiền mua nệm không? Có. Nhiều nữa?
Lượm trăm mấy hai trăm. Ở đâu mà có tiền nhiều cái gì vậy? Ở đâu mà có tiền nhiều, bữa nay mua niệm ngủ luôn. Thì dùng trăm mấy hai trăm đồng bạc. Mà ông hai giàu chứ hả? Hả? Đâu có tiền nhiều. Vậy là cho con mượn thêm đi. Chịu không? Vậy là đặt vớn là giàu đúng không? Có đâu mà. Chiều nay là mua dưa hấu, vậy là ngày mai ăn chay. Mua dưa hấu mua được mấy trái? Chỉ ăn với dưa hấu thôi. Trái 22 à. Dạ. Rồi 22.000 vậy rồi giờ. Ăn mấy ngày? Rồi ăn chay ăn cái gì không hay? 4 ngày. 4 5 ngày mà hết dưa hấu. Con chia sẻ trên mạng người ta nói là ông hai với bà hai hạnh phúc ghê luôn á. Ông hai thương bà hai nhiều ghê á. Ta nói vậy á. Chồng phải xương dạ. Ta nói là bà hai là tu lắm mới gặp được ông hai á. Dạ. Đúng rồi con nói đúng. Đúng rồi bà hai. Đúng rồi ông hai. Tôi lúc là cũng có nhà cửa đàng hoàng. Dạ. Rồi sau này là hai vợ chồng không còn duyên nợ nữa. Thành thử là bà ông hai ra ở riêng đi tay trắng luôn. Dạ. Con nói cho ông hai để hôm nay con đến đây con sợ ông hai quên á, là hai ngày nữa mình sẽ khởi công nhà mình, nên ông hai phải chuẩn bị tâm lý. Rồi mình sẽ mua một, con nói với anh Hợp mua giùm một cái tấm bạc rồi sẽ dừng cho ông hai ở. Dạ. Tấm bạc cái gì vậy? Dừng lên để cho ông hai với bà hai ngủ chứ dở nhà này ra rồi. Dở vách mà. Dở nguyễn nhà luôn. Dỡ nguyên nhà luôn mới làm được. Tại cuốn cái nền dán gạch lên nữa. Dán gạch lên cho đẹp. Cuốn cái nền 3 tắc thôi. Dạ 3 tắc rồi sau đó là mình đổ đài rồi mình dán gạch lên luôn. Làm chừng bao lâu trời? Chắc khoảng 1 năm á. Con nói chơi với ông á, làm chừng vài ngày thôi à. Chứ đâu quá có làm 1 năm đâu. Nghe là anh Năm ông hai giật mình liền đúng không? Sợ mưa. Sợ mưa hả? Sợ mưa gió đó con. Dạ, nhưng thôi đừng có lo ha. Mừng không? Cũng mừng. Thì cũng mừng, tới đâu là anh Năm là buồn luôn rồi. Ngày mai mới sáng đi đổ vấn tiếp không ai? Mai sáng mới đi đổ vấn tiếp. Sáng trưa đổ. Mấy giờ? Đừng con coi ông hai lội xong nữa coi. Lội bình thường như gì đâu. Dạ bình thường mà nếu như mà ông hai lội chắc khoảng mấy mét. Lội lây qua sông mà chứ có gì đâu. Để tôi đem thao tôi đỡ chứ tôi lội sợ không cũng được không ạ. Dạ. Thấy không có gì cũng bình thường thôi. Dạ. Bình thường thôi à. Rồi vậy ông hai giữ gìn sức khỏe ha. Yeah. Rồi con cho ông hai hay dậy. Ở hôm nay thì con xuống thăm ông hai, con còn phải đi phát quà nên con tranh thủ về sớm. Ông hai nhớ giữ gìn sức khỏe nha ông hai. Yeah. Thưa bà hai con về. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý chị. Hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại một cù lao thuộc xã Tân Bình, huyện Thanh Bình của tỉnh Đồng Tháp. Và ngày hôm nay thì Bùi Hồ sẽ thay mặt cho bạn Hằng ở Mỹ sẽ phát cho bà con ở đây hỗ trợ các phần quà là gồm có gạo và mì với lại nhu yếu phẩm, gồm có tổng cộng là 85 phần đó cô bác quý chị. Giờ này thì cũng mới chuẩn bị và Bùi Hồ có hẹn các cô các chú là phát nhờ chính quyền địa phương ở xã đó phát phiếu để mà nhận quà. Và đây là các thùng mì nè cô bác quý anh chị. Đây là bạn Hằng phát đợt 2 ha. Đợt 1 thì bạn Hằng phát ở xã Tân Long, huyện Thanh Bình của tỉnh Đồng Tháp, cũng gồm mì rồi chậu ăn với lại nước mắm xích qua đây ha. Và đây là gạo này cô bác quý anh chị. Gạo này là gạo gạo thơm ha. Gạo này là loại gạo ngon. Bùi Hồ là nói với lại chú bán gạo là lựa một loại gạo nào mà ngon nhất có thể á. Thì tổng cộng ở đây là gồm có 85 phần. Ngày nay thì mình sẽ phát cho xã Tân Bình, huyện Thanh Bình của tỉnh Đồng Tháp. Thì tí xíu nữa đây thì sẽ chia sẻ cái không khí mà phát quà
cho cô bác anh chị cũng như là tất cả các bạn được biết luôn. Và đồng thời nhân dịp này thì Bùi Hồ cũng chân thành cảm ơn bạn hàng ở Mỹ rất là nhiều đã đồng hành với Bùi Hồ trong những cái chuyến phát quà thiện nguyện, chia sẻ những yêu thương cho bà con khó khăn ở những cái vùng quê như thế này ha. Kính chào ông bà cô chú, 85 ông bà cô chú đang có mặt trong hội trường ngày hôm nay ạ. Con tên là Bùi Hồ và cũng là dân địa phương của xã Tân Bình, huyện Thanh Bình của tỉnh Đồng Tháp. Ngày hôm nay thì con có mặt ở đây để đại diện thay cho bạn Hằng sống ở Mỹ để phát chia sẻ những cái phần yêu thương là 85 phần quà, mỗi phần trị giá tương đương với lại 300.000 đồng, gồm có 10 kg gạo, một thùng mì, nước mắm và dầu ăn. Và đây là những cái phần mà bạn Hằng chia sẻ đến với bà con cô bác anh chị còn gặp nhiều khó khăn. Tuy là những cái phần nó không lớn lắm, tuy nhiên nó sẽ làm cho cô bác anh chị ấm lòng hơn. Và đây cũng là phần quà của bạn muốn gửi đến cô bác anh chị. Rất mong là cô bác anh chị sẽ có sức khỏe dồi dào và sẽ vui để mà nhận những cái phần quà từ bạn. Và một lần nữa thì thay mặt cho 85 hộ có hoàn cảnh khó khăn, chân thành cảm ơn bạn Hằng ở Mỹ rất là nhiều, và cũng thay mặt chính quyền địa phương của xã Tân Bình cũng cảm ơn bạn và chúc bạn cùng gia đình luôn có sức khỏe. Và chắc có lẽ là không cho cô bác anh chị đợi lâu nữa, tại vì thời tiết cũng khá là nóng, và cũng sẽ tiến hành để mà phát quà san sẻ yêu thương cho bà con. Dạ em cảm ơn con, cảm ơn rất là nhiều. 4 5 đây bà, đây bà, bà dạ đây 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 đi đây 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 6 7 dạ 8 9 rồi 10 dạ 10 người rồi đó. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 dạ 6 7 8 9 còn 1 người nữa. Dạ đứng đây đi bà, xích vô đi. Dạ đây con để nón này. Dạ dạ bà, dạ dạ nhận đi bà. Rồi dạ bé nổi nổi không bé. Đây đây dạ dạ đi theo. Để con sắp rồi mình hay lên. Dạ đỡ rồi. Dạ. Tí xíu nữa con sắp xong mình hay lên cho nó đỡ. Dạ. Tí xíu con sắp xong rồi mình lên để thôi nó đỡ. Rồi cô qua đây, bà qua đây bà. Chị, vô đây. Cái này mình sắp một lượt nữa hơn hồi rồi mình phát từ người nào có phiếu. Đúng rồi, đúng rồi. Rồi đó, là một lượt đó. Đúng rồi. Rồi, rồi vô đây đi. Có phiếu không? Rồi, chú qua đây. Đấy, lát nữa mình sắp mình hãy cho lên thôi Nhung. Dạ, đây. Đem cho cô. Đây, dạ. Rồi thu phiếu Nhung ơi. Dạ. Mấy cô chưa có nhận quà xuống đây đi. Tí xíu nó còn sắp rồi cái mình lên luôn ha. Có chụp hình gì nữa không Nhung ơi? Dạ. Ây, bà đi ra. Đây bà, đây đây bà, nhận quà bà. Đây, đây, đây. Dạ. Để đâu được không ạ? Dạ, dạ. Chỗ nghe nhà tới nhà ngoại chú. Dạ. Thôi lên đi để đồng hồ lộn phiếu lắm á. Đợi chút xíu đi để lộn phiếu mình hồi không có mình không biết được mình kiểm á. Đợi chút xíu đi.
để lộn phiếu sợ người không có thôi. Đây đây, hồi ấy không. Sắp xong hả lên hai con. Rồi cô vô đây đi cô. Dạ. Đây nè, ai cũng có phần hết, có phiếu là mình sẽ có quà. Dạ qua đây đi bà. Dạ. Đủ hết chưa Nhung ơi? À, lấy phiếu luôn đi. Mà cô nhận ha. Mình ở dưới đi, em hỗ trợ, anh hỗ trợ cho. Dạ dạ. Chắc gạo. Rồi. Dạ ngon miệng nha bà. Cô. Mấy thùng nữa nè. Dạ đây sắp xong đi cô ơi, sắp xong rồi. Mau lắm. Rồi. Rồi, chú qua đây đi chú. Rồi cô vô đây. Sáng cứ đứng xích lên đây. Gần gần. Dạ đây cô. Dạ. Ông hai. Chưa ông hai xuống đây cái đi. Chú ơi xuống dưới đợi đi chú. Dạ, sao đi. Rồi đủ. Rồi nhận luôn ha, có chụp hình không? Rồi con mời nhận cô. Dạ, đây. Em đem ra ngoài. Bà ba. Đánh vô cô. Dạ. Mệt chịu mi nữa. Dạ. Mệt chút xíu mà không sao. Dạ có phiếu không chú ơi? Từ từ chú. Con mày. Rồi. Rồi mà coi chú có phiếu. Chú có phiếu không? Rồi đây chị ơi. Chị. Rồi hai. Dạ chú. Rồi, qua đây không? Đặt sao đi hả con? Dạ, tí xíu. Rồi, nhận luôn đi chú. Dạ, dạ. Rồi, chú, cô chú về, dạ, ngon miệng anh. Dạ. Rồi anh chắc mì giùm em đi, em chắc. Dạ. Ok. Đủ luôn chưa? Rồi con mà cô qua đây luôn cô ơi. Một bịch nước tương nữa. Rồi đủ rồi đâu. Đây. 2 3 4 5 6. Dạ hai phiếu thì lãnh giùm hay đúng không? Hai phiếu. Dạ về bà đứng ở đây, đứng ở giữa đây luôn. 7 8 9. Còn dư không nè. Đủ chưa? Rồi. Rồi nhận luôn đi cô. Em bưng tiếp ra một phần này giùm.
đó. Dạ, rồi. Rồi bưng đi. Dạ, đang bưng cho. Đi theo con. Hả? Năm người thôi, đợi. Chắc luôn đi, hay là con lên lên. Chắc luôn đi ha, chắc là chẳng 10 người đi. Còn ở ngoài đang vô hả? Dạ. Tổng cộng là phát 85 phần. Nhưng mà bây giờ đi không đủ ha. Nỡ chắc nhờ. Đúng rồi. Có người. Đúng rồi. Chú hai phần đúng không chú? Hai phần này đây nha. Chú vô đây, chú vô đây. Dạ. Đây. Dạ. Đây. Dạ. Rồi, hai người nữa nhận khỏi chắc lên ha. Hai người. Quan trọng là em kiểm phiếu rồi được rồi. Anh lấy giùm em đi, một phần gạo, một phần mì với lại một đây. Phần đồ nêm. Thời gian phát thì cũng được khoảng 70 phần ha. Khoảng 70 phần. Còn khoảng 10 phần còn lại thì bà con cô bác anh chị sẽ nhận sau. Và các bạn ở đây sẽ hỗ trợ. Có phiếu thì sẽ lại được nhận quà. Một lần nữa thì cảm ơn bạn Hằng rất là nhiều ha. Cảm ơn chính quyền địa phương của xã đã tạo điều kiện cho Vườn Hồ để mà có quà trong ngày hôm nay. Còn bây giờ xin chào ha.